Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian này. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đô tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Và chương trình đặc biệt hôm nay là đại lễ rằm tháng giêng, và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng có lời mở đầu cho chương trình hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính đại lễ thượng tọa Tế Sư, đại lễ hòa thượng Tế Sư và đại lễ chư Tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Xin quý ngài và quý vị khoan hỷ. Hai hôm nay là chuyện hơi nhiều, thành ra hơi khan tiếng một chút. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2022. Lẽ ra thì ngày mai thì mới tổ chức lễ thường nguyên Makapucha ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Nhưng mà nghĩ rằng ngày mai sẽ trùng hợp với nhiều buổi lễ ở tại Việt Nam mà chưa tăng các vị giảng sư tổ chức. Do vậy hôm nay tổ chức sớm hơn một ngày. Và ngày hôm nay thì ở tại Mỹ và nhiều nơi thì trùng vào ngày Valentine, nhiều vị cũng bận rộn. Thứ nhất thì cho dù là bất cứ ngày lễ nào thì xin thay mặt chư Tôn đức đi gửi đến toàn thể quý Phật tử một lời cầu chúc nhân ngày lễ. Xin cho chúng ta có được những ý nghĩa rất là thiêng liêng, cao đẹp, rất là an lạc ở trong dịp những ngày lễ như vậy. Người Tây Phương thì lễ Valentine họ nói đến tình yêu thương. Ở trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa, Việt Nam thì nó đến cầu an gia đạo. Nhưng mà riêng ở trong truyền thống xa xưa của Đạo Phật Nguyên Thủy thì chúng ta nói đến lễ hội tháng Bát Khát, đánh dấu hai sự kiện quan trọng. Một là Đức Phật Ngài tiên thuyết
cái tôn chỉ của giáo Phật, mà không phải riêng ngày dạy mà cả chư Phật từ quá khứ hiện tại vị lai đều dạy như vậy. Và thứ hai là đây là ngày mà Đức Phật ngài xác định cái công việc hoằng hóa độ sanh của ngài đã viên mãn và ngài sẽ thi tịch trong 3 tháng nữa. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau có một ngày lễ để tôn vinh truyền thống cao quý của Pháp Bảo, để chúng ta trở về với cái lời dạy chân thực. Tuy là rất là giản dị nhưng mà hàm chứa một cái sâu sắc. Sự hướng dẫn của Đức Phật trong tư cách là một bậc đạo sư cho muôn loài chúng sinh. Và điều này có ý nghĩa hết sức là quan trọng đối với lớp Phật Pháp Buddha-Dhamma. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có đạo từ của Hòa Thượng Thầy Siêu nhân đại lễ. Rồi tiếp theo đó, thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe về ý nghĩa của đại lễ rằm tháng giêng. Bài này thì chúng tôi đã viết cách đây gần 40 năm. Và chúng tôi không có xem rõ tối hôm qua, nhưng mà sáng nay mới nhìn vào thì phần bản dịch tiếng Phạn đó có in lộn một đoạn kinh. Thật ra chúng tôi đề nghị quý vị đừng đọc phản ngữ, chỉ đọc tiếng Việt thôi. Sau khi nghe về ý nghĩa của đại lễ rằm tháng giêng, chúng ta sẽ thỉnh Dư Tăng Chùa Xử Lý Vĩnh Lộc để có phần nghi thức chánh lễ, và sau nghi thức chánh lễ là phần pháp đàm hồi hướng công đức hoàn mãn. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh thưa Thầy Tổ Siêu bằng đạo từ nhân lễ rằm tháng giêng ở trong lớp Phật Pháp Buddha-Dhamma. Kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Cha, Nam mô Sang Khai. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tương đương quý Phật tử. Kính bạch quý đại đến thương vị, trong một năm chúng ta có 3 ngày, ngày rằm thứ tư gọi là Dhamma Divaso, ở Phật học Divaso tức là ngày của Đức Phật. Ngày rằm tháng giêng là Dhamma Divaso, là ngày của giáo pháp. Và cái ngày lễ chân y Katina, ngày đó là Sankha Divaso, là ngày của tăng chúng. Và thông thường thì cái ngày lễ, cái ngày bổ tăng đó, lễ Katina Dana, thì cái ngày đó ở các chùa, dầu chùa lớn, chùa nhỏ, chùa gần, chùa xa cũng đều long trọng cử hành.
Nhưng trong khi đó thì cái ngày Phật bảo và cái ngày của Pháp bảo thì chỉ trong một cái phạm vi nhỏ. Nếu không muốn nói là có những chùa họ lại không để ý, không thèm chú ý, đó cũng là một cái lỗi của mình. Nhưng mà cái ngày Phật bảo, tức là ngày rằm tư, hay chúng ta gọi nôm na là cái lễ Phật đản, thì ngày đó cũng có vẻ như là long trọng hơn là cái ngày rằm giêng. Ngày rằm tháng giêng chỉ được biết đến qua Phật giáo Nam truyền, chứ Phật giáo Bắc truyền không có để ý đến ngày rằm giêng. Nếu có chăng thì cái ngày mùng 8 tháng giêng đó là người ta bày ra vấn đề cúng sao hạn, cầu an, cầu siêu v.v. Cho nên thượng nguyên thì người ta chỉ biết đến là cái ngày cúng sao, cái tháng cúng sao. Điều đó đối với người Phật tử thuần thành có sự hiểu biết về lịch sử và có niềm tin vững chắc đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng Tam Bảo, thì người Phật tử sẽ không chấp nhận vấn đề này. Chúng ta cũng nên hiểu rằng khi Đức Thế Tôn vừa giác ngộ, Ngài có suy nghĩ thật không phải lẽ sống mà thiếu cái sự cung kính, và Ngài đã dùng thiên nhãn để xem, để tìm xem trong thế gian có những sa môn và la môn nào đáng để cho Ngài đảnh lễ cung kính. Thì Ngài nhận thấy rằng không có ai mà sánh bằng với nhất thiết chủng trí của vị chánh đẳng chánh giác. Do đó cho nên nếu mà Ngài kính lễ thì sẽ làm tổn đức của chúng sanh, cho nên Ngài không có thực hành. Rồi Ngài mới suy nghĩ rằng hay là ta hãy có cái sự cung kính Pháp mà ta đã chứng đạt được, đã giác ngộ. Thế cho nên Ngài đã nhìn, đã đứng yên và nhìn khỏi cây bồ đề. Rồi sau đó Ngài mới suy niệm về Pháp. Thoạt đầu thì Ngài suy niệm về duy sinh, y tương sinh và tích chất sa mô pa đó. Chiều thuận và chiều nghịch, Ngài quán xét như vậy để tỏ lòng cung kính giáo pháp, cung kính pháp mà Ngài đã thuyết giảng. Đến như Đức Phật mà Ngài còn
tôn trọng pháp, cung kính pháp. Pháp ở đây tức là thánh đạo, thánh quả và niết bàn. 37 bồ đề phần vân vân là những pháp cao quý mà Đức Thế Tôn ngài đã hướng tâm đến với cái tâm thật sự cung kính. Chúng ta hãy theo đó để chúng ta cung kính pháp. Một vị tỳ kheo vui pháp, trong pháp, hoan hỷ với pháp, hay suy nghĩ về pháp, sẽ không rời chánh pháp. Người Phật tử chúng ta tu tập cũng vậy. Chúng ta nên cung kính giáo pháp, vì con đường mà chúng ta đi đó là giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy. Đức Thế Tôn ngài đã dạy rằng Akhataro Tathagata Tâm Hê Hí Kinh Chân A Tập Bằng. Như Lai là người chỉ dạy con đường, còn sự nỗ lực đi con đường đó là do ở các ngươi. Bởi vậy trong cái ngày Makha Vunnami là ngày trăng tròn tháng Makha, tức là ngày rằm tháng giêng, là ngày mà Đức Thế Tôn ngài tụ họp, ngài có cuộc đại hội thánh tăng gọi là Chaturanga, có bốn chi Phật. Và cuộc đời của Đức Phật chỉ duy nhất một lần đại hội thánh tăng có đủ bốn chi phần đó. Thứ nhất là toàn thể chư tăng 1250 vị tỳ kheo hôm đó tụ họp phân tập, không lời mời thỉnh, không lời triệu thỉnh của Đức Phật, mà các vị tự động đến. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là vào cái ngày này trong số chưa tăng tụ họp, các vị đều là bậc lậu tận giải thoát, tức là bậc A-la-hán cả, không có một vị tỳ kheo phạm nhân, thậm chí là bậc hữu học Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A-la-hàm cũng không có trong ngày đó, chỉ là bậc A-la-hán thôi. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là trong số 1250 vị tụ họp hôm ấy toàn là bậc A-la-hán lục thông. Lục thông tức là có 6 thắng trí: thiên nhĩ thông, biến hóa thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông và lậu tận thông. Là vị nào cũng có 6 thắng trí đó, Aphinya.
một vị A La Hán Telapinya có đủ lục thông đã là hiếm, mà nay trong cái hội chúng này toàn là những bậc A La Hán đủ lục thông, đắc lục thông hết. Và một điều đặc biệt nữa, điều thứ tư, tức là trong số 1250 vị tụ họp trong ngày ấy, toàn là những vị Ehifiku, thiện lai tỳ kheo, tức là xuất gia bằng cách đặc biệt, là khi một thiện nam tử xin được xuất gia nơi Đức Thế Tôn, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài đưa tay và bảo vị tỳ kheo, người bảo người ấy, Ê hí phi khú, nếu như số đông thiện nam tử tụ họp xin xuất gia, thì ngài nói Ê thác phi khờ vô, này tỳ kheo hãy đến đây, hoặc là này chưa tỳ kheo hãy đến đây. Hãy sống thực hành phẩm hạnh được khéo thuyết với văn nghĩa cụ túc. Khi Đức Thế Tôn mà tuyên bố như vậy, thì người cư thị nam tử đó, cư sĩ đó, nam cư sĩ đó, tự nhiên râu tóc sạch nhẵn, và y phục của người cư sĩ khi đãi bây giờ biến thành cái y cà sa, đắp trên người có đầy đủ y bát, tâm y quả bát, như là một vị trưởng lão đã tu 10 hạ hoặc là 20-30 hạ, 100 hạ rồi. Cho nên bốn cái sự kiện đặc biệt như vậy, hy hữu như vậy, mới gọi là Chaturanga, cái cuộc đại hội Chaturanga. Sanipata. Ở trong cuộc đời Đức Phật cũng có những cái cuộc đại hội khác, nhưng mà những cái cuộc đại hội khác đó thì không đủ bốn cái tiêu chuẩn này. Cho nên đây là cái lần đại hội duy nhất. Và thưa quý vị, điều mà chúng tôi muốn nói ở đây trong cái lời đạo từ là ngày hôm nay Ma Kha Bu Cha, là chúng ta hướng về giáo pháp, con đường cao thượng mà Đức Thế Tôn ngài đã vạch ra, con đường đưa đến sự giác ngộ. Và chính con đường đó, Đức Thế Tôn ngài đã giác ngộ, ngài đã đi, và ngài đã tuyên thuyết giáo pháp vì lợi ích cho chúng sanh, cho chư thiên và loài người. Cho nên ngày đại lễ Ma Kha Bu Cha, đối với một người Phật tử thuần thành, chúng ta thấy đó rất là quan trọng, chứ không phải là không quan trọng. Và chính vì vậy, chúng ta phải cố gắng chúng ta thực hành, bởi vì Đức Thế Tôn ngài đã dạy rằng
Yoko Ananda, Fikua, Pikuniva, Upasakova, Upasakava. Thamanu Thamma Patipano, Viharati Samiji Patipano, Anuthamachari Sotathagatam Sakkaroti, Karoti, Garukaroti, Maneti Pujeti Paramayi Pujaya, Patipati Pujaya. Này Ananda, vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni hay cận sự nam cận sự nữ nào sống thực hành theo pháp, sống đúng pháp, người ấy tôn kính Như Lai, tôn trọng Như Lai, cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng, đó là sự cúng dường thực hành gọi là Patipatti Puja. Thì ở trong ha có hai cái sự cúng dường, Amisa Puja là cúng dường bằng lễ phẩm vật chất, và Patipatti Puja là cúng dường bằng sự thực hành. Vào cái ngày lễ trọng đại kỷ niệm Đức Phật, hoặc là ngày cúng dường pháp hay cúng dường tăng, người ta thường mua bông hoa, nhang đèn để người ta dâng lên Đức Phật, dâng lên giáo pháp, dâng lên tăng chúng, bày tỏ cái sự cung kính. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng cái đó chỉ là Amisa Puja, tức là cúng dường bằng cái lễ phẩm, bằng vật chất thôi. Cái sự cúng dường bằng cách là học và hành theo lời dạy của Đức Phật để đạt đến cứu cánh giải thoát, để nhổ mũi tên tham sân si, đạt đến niết bàn tối thượng, thì đó mới là sự cúng dường Đức Phật bằng cách đặc biệt. Khi mà Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịch, trong thời gian 3 tháng đó chưa một lời người được hay tin, thì đem những bông hoa đến cúng dường Đức Phật. Nhưng lúc đó có một vị tỳ kheo nghĩ rằng ta xuất gia muộn màng, vừa xuất gia xong thì Đức Thế Tôn sắp viên tịch, chỉ còn 3 tháng nữa thôi, hay là ta hãy tranh thủ tu tập để đạt đến cứu cánh giải thoát trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Vì đó rời khỏi hội chúng và đi vào rừng sâu và tinh tấn nỗ lực để hành thiền định. Chư tỳ kheo khác thấy vị tỳ kheo này tưởng như là một người vô cảm, không có nghĩ tưởng đến bậc đạo sư, cho nên không có tỏ ý sầu muộn, ưu não, than thở, mà lại đi vào đường sâu để thản nhiên mà thực hành pháp, mới đem đến bạch Đức Phật. Đức Phật ngài cho gọi vị tỳ kheo kia đến, và sau khi được biết vị tỳ kheo này đã cố gắng nỗ lực thực hành giáo pháp thành tựu cứu cánh trước khi Đức Thế Tôn viên tịch, và vị đó đã thành tựu được, Đức Thế Tôn ngài biết như vậy, ngài tán thán, ngài mới nói lên cái ý nghĩa là những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào thực hành theo giáo pháp là cúng dường như sự cao thượng, tức là Patipatti Puja, tức là cúng dường bằng sự thực hành. Thì ở đây thưa quý vị,
Bây giờ chúng ta cũng cúng dường bằng cái sự thực hành giáo pháp. Nhưng mà trước nhất là bây giờ chúng ta hãy thực hành, chúng ta hãy nghe, hãy lắng nghe, để chúng ta hiểu được những gì mà Đức Phật dạy trong bài kinh Uvada Padamukha, giáo giới Pali Đề Bột Xoa. Chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta mới thực hành được. Thì chúng tôi có vài lời trong cái lời đầu từ, như Thượng Tọa Giác Đẳng đã mời chúng tôi. Bây giờ để tiếp tục chương trình thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Thay mặt đại chúng kính thưa Hòa Thượng Thầy Sư với đạo từ vừa rồi. Thưa quý vị, Hòa Thượng Thầy Sư có nhắc một điều rằng mặc dù lễ rằm tháng giêng là một kỳ lễ rất là quan trọng trong đạo Phật, nhưng mà người Phật tử Việt Nam chúng ta ít khi quan tâm đúng mức, và thật sự đó là một điều rất là đáng tiếc. Vì vậy hôm nay trong lớp Phật Pháp của Đại Dhamma, tất cả chúng ta hãy cùng nhau nói lên sự thành kính với ngày lễ đại này. Xin trân trọng mời tất cả quý Phật tử lắng tâm thanh tịnh để chúng ta chiêm nghiệm ý nghĩa của đại lễ. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý Phật tử có trách nhiệm quan thị đọc cho ý nghĩa của đại lễ hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh chư Tôn Đức ở chùa Viên Giác Vĩnh Long chính thức cử hành qua phần nghi thức. Dạ, sa số lần thai chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Tề Sư cùng Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép đọc bài ý nghĩa đại lễ rằm tháng giêng do Tỳ Kheo Giác Đẳng biên soạn. Người Việt có câu, phép vua thua lễ làng. Những phong tục dân gian lắm lúc được biết nhiều hơn là những nguyên tắc chánh truyền. Lễ Thuận Nguyên rằm tháng giêng là một trường hợp điển hình. Tên phản ngữ của đại lễ là Makapucha, có nghĩa là lễ hội rằm tháng Ma Khá, tương đương với tháng Giêng theo lịch Trung Hoa, gọi là Thượng Nguyên, là cách phân chia theo âm lịch, cùng với ngày rằm tháng 7 là Trung Nguyên và rằm tháng 10 là Hạ Nguyên. Người Phật tử Việt Nam thường đi chùa xin dân sớ, cầu an, cúng sao giải hạn. Vì là ngày rằm đầu năm nên các chùa tổ chức lễ rất trọng thể. Đại lễ rằm tháng giêng theo truyền thống Phật giáo mang hai ý nghĩa. Thứ nhất, kỷ niệm ngày Đức Phật thuyết kinh giải thoát giáo tại Thánh hội Tăng già. Thứ hai, kỷ niệm đánh dấu ngày Đức Phật công bố giáo pháp đã được thiết lập vững vàng và ngài sẽ viên tịch trong 3 tháng nữa. Kinh giải thoát giáo Uvada Padamukha là bài kinh cô đọng về giáo pháp của chư Phật, căn bản của đời sống tu tập và tôn chỉ hoằng pháp. Mở đầu bài kinh, Đức Thế Tôn dạy rằng sự cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất là sự hành trì Phật pháp. Ai hành trì chánh pháp là cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất trong các sự cúng dường. Pháp chư Phật dạy có thể tóm lược trong 3 điều: không làm bất cứ ác nghiệp nào, huân tu hạnh lành và thanh tịnh hóa tâm ý. Câu kinh này đã thành lời tót yếu Phật pháp quen thuộc với mọi người Phật tử. Không làm nghiệp ác nào, huân tu những hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý là huấn ngôn chư Phật. Tiếp theo, Đức Phật nhấn mạnh khả năng kham nhẫn trong cuộc sống tu tập. Sa môn trên đường đạo phải học đức chịu đựng sự nhẫn nại, trước hết là đối với bản thân. Đức Từ Phụ nhắc nhở về con đường giải thoát mà chư Phật truyền dạy đều đòi hỏi sự kiên tâm, tự chế không nuôi hiềm hận, nghiêm trì giới luật, phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn uống, sống thanh tịnh độc cư, sống với tâm hướng thượng là những pháp căn bản của người cầu đạo giải thoát.
Diệt ác bằng nhẫn nại là pháp môn tối thắng, chứng giải thoát niết bàn là thành tựu tối thượng. Sa môn không hiềm hận, luôn tinh nghiêm giới luật, sống phòng hộ các căn, tiết độ trong ẩm thực, sống thanh tịnh độc cư, hướng tâm cầu giải thoát. Đi xa hơn, Đức Phật dạy thế nào là cái đẹp, cái được, cái nổi bật mà một người trên đường đạo nên mong mỏi. Pháp nhẫn nại là trang sức đẹp nhất, là điều kiện tất yếu cho các thiện pháp phát triển, là trang sức của người trí, là vẻ đẹp của người hiền, là điều kiện dẫn đến những thành tựu trong cuộc sống. Nhẫn nại là phương cách diệu dụng hóa danh trắc. Tất cả các hạnh lành lớn mạnh nhờ kiên tâm với hiền trí trong đời, dùng nhẫn là sức mạnh, làm sang bằng nhẫn nại, làm đẹp bằng nhẫn nại, làm giàu bằng nhẫn nại, thành công với nhẫn nại, những tranh chấp lớn nhỏ hóa giải nhờ nhẫn nại. Đức Phật nêu rõ tôn chỉ hoằng pháp khi Ngài dạy chư tăng: đời sa môn sống vì lợi ích của muôn loài, không dụ dỗ, hăm dọa hay dùng vị bán phá hoại tha nhân. Con đường giải thoát giác ngộ là con đường của những người tự giác, không mê hoặc dọa hẳm, không gây thương tổn ai, sa môn hoằng đạo cả vì lợi lạc cho đời. Một học giả Phật giáo gọi kinh Giải Thoát Giáo là bản tuyên ngôn về tôn chỉ tu tập và hoằng pháp của tăng lữ. Bản tuyên ngôn đó đã được Đức Phật long trọng trình bày trước một thính chúng toàn bậc thánh nhân giải thoát, tất cả đã im lặng mặc nhiên đón nhận. Thánh hội tăng già là một sự cố hy hữu xảy ra duy nhất một lần trong đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thuở ấy, Đức Bổn Sư đang trú ở chùa Chốt Lâm tại thành Rajagaha, đó là ngày trăng rằm tháng Makha, tháng Giêng. Mặc dù không một lời mời nào, 1250 vị thánh tăng tự vân tập về, tất cả đều là bậc thánh tứ quả vô lậu giải thoát, đều xuất gia bằng lời gọi của Đức Phật: Ê hí phích khú, thiện lai tỳ kheo. Những bậc phước huệ vẹn toàn đó đã ngồi vây quanh dưới chân của đấng đại giác trong sự im lặng tuyệt đối. Những lời giản dị nhưng thâm sâu của Phật được đón nhận với tâm hồn cao khiết. Dưới ánh trăng vằn vặt sáng trong vườn trúc, tiếng nói giác ngộ được nói lên bởi con người giác ngộ cho một hội chúng giác ngộ, quả là một cuộc gặp gỡ vô tiền khoáng hậu. Rằm tháng Giêng cũng kỷ niệm ngày Đức Phật tuyên bố đạo tròn viên mãn và ngài sẽ viên tịch trong 3 tháng nữa. Sau 45 năm hoằng đạo, Đức Phật kết thúc năm sau cùng bằng cuộc hành trình dài. Năm ấy ngài đã 80 tuổi. Con đường từ Rajagaha về Kusinara ghi lại nhiều sự cố quan trọng. Tại Quesali, Đức điều ngự với cái nhìn của con voi chúa, đưa mắt quanh núi đồi thánh của xứ Quách Chi lần sau cùng. Buổi trưa hôm đó, tôn giả Ananda, vị thị giả của Đức Như Lai, cảm nhận sự rung chuyển mạnh của một cơn động đất trong khi đang thiền tịnh. Tôn giả đến gặp bậc đạo sư và từ kim khẩu của Phật, tôn giả biết được rằng Đức Phật đã quyết định sẽ viên tịch sau 3 tháng tới. Không cầm được nước mắt, người đệ tử trung kiên này đã khẩn cầu Đức Phật trụ thế hơn, ông tồn. Này Ananda, chúng tỷ kheo còn mong mỏi gì nữa ở ta? Này Ananda, ta đã giảng dạy chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài, mật giáo và không phải mật giáo. Vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay, còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy. Này Ananda, những ai nghĩ rằng Như Lai là vị cầm đầu chúng tỷ kheo hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai, thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng ta là vị cầm đầu chúng tỷ kheo hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỷ kheo? Này Ananda, ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Này Ananda,
như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ vào chống đỡ dây chằng. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú, vô tướng tâm định, chính khi ấy, thân Như Lai được thoải mái. Rằm tháng Giêng cũng được gọi là ngày Pháp Bảo, Thammade, cũng là ngày Phật Bảo, đại lễ rằm tháng Tư, và ngày Tăng Bảo, lễ Kitina tháng 10. Bởi vì nội dung kinh giải thoát giáo được xem là tôn chỉ của giáo Pháp, nên đại lễ này được gọi là ngày Pháp Bảo. Thọ trì hạnh Đầu Đà là cách cúng dường bằng sự tu tập. Lời xưa Phật dạy, ai hành trì chánh pháp là cúng dường Như Lai bằng cách cao thượng. Nay, những đệ tử cúng dường Phật bằng một đêm tu học không ngủ. Chữ Đầu Đà là phần âm của từ ngữ Chú Tăng Gá, có nghĩa là pháp tiêu trừ phiền não, có tất cả là 13 hạnh Đầu Đà. Quyển Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga đã giải thích tường tận về mỗi hạnh với hiệu năng đối trị những phiền não khác nhau. Hạnh Đầu Đà trong đại lễ là hạnh sau cùng của 13 hạnh. Đây là pháp tiết chế sự mê ngủ bằng cách chỉ đi, đứng, ngồi chứ không nằm. Nói cách khác, đây là một đêm không ngủ tu tập cúng dường Đức Phật. Thiền Thát Tha Xá ghi lại những kinh nghiệm bản thân khi Ngài thức đêm thiền định trong rừng. Thế giới về đêm quả có nhiều điểm kỳ diệu. Hình như trong sự yên tĩnh của màn đêm có cả bao nhiêu sự sống động tiềm ẩn. Những ai theo đuổi cuộc sống tinh thần không nên bỏ qua kinh nghiệm quý báu này. Tùy theo mỗi chùa, đêm Đầu Đà có thể bao gồm nhiều tiết mục tu học. Thường thì gồm có thuyết pháp, luận đạo, tụng kinh, kệ kinh, hành thiền, kinh hành, vân vân. Nói chung là những sinh hoạt tu học khó tìm thấy ở những đại lễ khác. Cúng đèn cũng là một nghi thức đặc biệt của đại lễ. Túc Sanh Truyện cho chúng ta biết không phải chỉ có trong thời Đức Phật đến nay mới có việc cúng đèn. Từ thời xa xưa đã có cách cúng dường như vậy. Nền văn minh Ấn Hà có tục thờ lửa, nên xem đèn như một lễ phẩm quan trọng trong nghi thức tôn giáo. Thời xưa, đèn là một nhu yếu cho các pháp hội buổi tối, vì thế cúng đèn cũng là cúng dường pháp bảo. Dù làm cho sáng hay cho đẹp, thì lý nhân quả, người cúng đèn có phước quả, sanh làm người có gương mặt sáng lạng. Ngoài ra, nếu nguyện lực, cũng là nhân sanh trí huệ. Người Phật tử Việt Nam xem hương, đăng, hoa, quả là bốn lễ phẩm chính cho bàn thờ. Vì lễ thọ Đầu Đà tổ chức buổi tối nên cúng đèn mang lại không khí thiêng liêng đặc biệt. 28 ngọn đèn được thắp để cúng dường 28 vị chánh đẳng giác. Như trong Bút Tháo Quang Xá ghi chép, 108 ngọn đèn để tiêu tai bạc nghiệp từ thân sáu cảnh, sáu thức thuộc nội phần và ngoại phần trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, 6 cộng 6 cộng 6 nhân 2 nhân 3 bằng 108. Tục cúng sao giải hạn vào lễ Thượng Nguyên cũng lấy việc cúng đèn làm nghi thức chánh. Nói chung, dù theo truyền thống hay tập tục thì lễ Thượng Nguyên vẫn có hai điểm nổi bật là cúng dường ngày Pháp Bảo và cầu an cho bản thân và gia đình. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tệ Tri. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng tọa. Dạ, con kính cung thỉnh Đại Đức Tệ Tri ạ. Dân kính định lễ Ngài Hòa Thượng Đại Sư Thượng tọa Nhất Đẳng cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào đại chúng, xin phép được bắt đầu khóa kinh nhân ngày đại lễ rằm tháng Giêng. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Iti piso bhagavarahaṃ sammā sambuddho vecchā caraṇa sambandho sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sattha devasānaṃ buddho bhagavati taṃ arahati guna saṃyuttaṃ buddhaṃ sirasā namāmi taṃ ca buddhaṃ imē hisakkārehe api bhujjayāmi Svākhātu bhagavata dhammo saṅdhettikō akālikō ehi pāsikō Banayo bacha tang we dita po winyo he titang swakata diguna sang yu tang thamang sirasa namami tang cha thamang ime hisakare he apipu chayami Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujjupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidam chata ripurisa yugani Atapurisa bhugala esa bhagavato sa Vakasankho ahungayyo bahungayyo dakhinayyo amjalikaraniyo anuttarang vonyakhetang lokasatitang supatipanna digunasangyutang sangkhang sirasanamamitang ca sangkhang imehi sakkarehi apipu jayami Okasayo panatham manutham patipanno viharati sami chipatipanno anutham machari so tathagatam sakkaroti karukaroti maneti pucheti paramaya pucha chipatipati pucha yasapa basa akaranam kusala so pasambada sachita pariyota panang etang bhut Anasasankanti paramanta potati khani panang paramang vadanti potanahi papachito parupagati samano hoti param viheta yanto anupavaro anugato pati mokhe cha sangvaro matang yutha cha patasming bantang cha sayanasanang Adhichyate cha yogo etang buddhana sasanang sila samadhi gunanang khandi pathana karanang sape pidhuvala thamma Khantaya ye kvadanti te ke kvalanam vipapanang khanti mulang nikantaki Tati garahalaka di nang mulang khanati khanti ko khanti dhira salang karo khanti tapo tapasi no khanti palang vadyati nang khanti hita sukha vaha khanti ko metta wala piya sasi sukha sila vati yo deva mano sanang manapo hoti khanti ko atano pipare sancha atha vaho va khanti Tiko sakamokkhagamang magyam arunho hoti khanti ko satuno vachano varang karoti yeva khanti ko paramaya ca pujaya chinang bhujeti khanti ko durlabhancha mano satang bhuto pare Bado cha dunna po dunna pha khana sati sathammo parama dunna po sukho po tha Namo Bado Sukha Sathamma Desana Sukha Sangha Sasama Ki Samakya Nang Tapo Sukho Sukho Viveko Totha Saputhamma Samad
Sutta dhamma sabba sato apya bhajjam sukham loke bana phute susanyamo sukha viragata loke kamanang samate kamo asvimana savinayo etam ve paramang sukham kecho mano sapati lapo kecham machana chivitam kecham sadhamma savanang kecho bodha namo paro satuno sat thamman sutta sattasmin cina sasane kapati sata sahasa nidukkatin so naga chati bhupan he pinda patan ca sayan he thamma desanang vado se phe kuho vadang atarate dekva panhanang Bacchu se kukate kale pappa pappe vilokanang ete bancha vithe kiche viso te vimunapun gavo tikukku te gappava so cha so ne chudarahani kami usaphe raja sambati sasesa Pappachito chino kukute sapanyo bhutho tatha chakang bhavata jinipa nagamanang sapre sahasang bancha musike apkanto chaguru varasming sukavare chane khamisam bhutho bhutha varasming angare parinipputo asang Nabun mokkanto visake ye nane kame visa Kapun name sambodho visake parine puto ne pute Lokanatham sambodhe akkabokale patima bodhi rukha Chakubat chachinathatu yo chaturase Thisaha sabham makkanta sudesita akkabavatanathane tapita honti paninang sam Iti sammā sabbuddhe na desitaṃ ovādaṃ citte tate toa sammā sambuddhe na vottappakāre na patipāti pūcāya pūcaṃ karante na lokiya lokottara sambhāti sethaṃ kātappaṃ ukāsa ārādhanaṃ karomi Asatha chapum matha dewa naga mahitika bunyang no anumo dantu cirang rakang tu sasanang rakang tu mokadu rakang tu nyata yo rakang tu bani no rakang tu no sada. Chỉ có kinh nhân ngày đã lễ đầm tháng giêng mà khắp bồ tát chúng con và tổng sư kính cung đỉnh chúng ta giật đảng quay trở lại. Sa thú kính trưng chư tăng chùa Phi Giác Quỳnh Long với sự góp mặt của Đại Đức Thủy Tri, Đại Đức Thủy Đức qua nghi thức chánh lễ thượng nguyên mà Kha Phu Cha vừa rồi. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, đây là một cơ duyên rất là thiêng liêng, thích hợp để chúng ta có những suy niệm về sự tôn kính, tôn vinh Pháp Bảo. Pháp Bảo là kho tàng mà Đức Phật để lại cho tất cả chúng ta. Pháp Bảo là thầy của chúng ta, như là Đức Phật dạy sau khi Như Lai viên tịch rồi. Pháp và luật là Như Lai giảng dạy, là thầy của các con. Chúng ta hãy cùng nhau tận dụng những giây phút có được ngày hôm nay để có một buổi pháp đàm mà qua đó nói lên sự tôn kính đối với Pháp Bảo mà Đức Phật để lại. Bất thì tòa Pháp Tân Thượng Tọa, nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang ở trước máy, xin Thượng Tọa Hoan Hỷ cho biết để thỉnh Thượng Tọa có đôi lời đầu tiên trong mở đầu chủ buổi pháp đàm hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ. Thượng Tọa Pháp Tân trong khi sinh hoạt rất là quen thuộc của người Phật tử, nhất là giới cư sĩ đó, thường thì rất là dễ dàng để thể hiện lòng tôn kính Phật. Chúng ta tạc tượng Phật,
chúng hương đăng hoa quả đến Phật, và rất dễ dàng để người ta bày tỏ lòng tôn kính tăng là lễ bái cúng dường chư tăng. Nhưng mà người Phật tử mà nếu chúng ta nói đến sự tôn kính Pháp thì theo thượng tọa chúng ta nên làm gì để thể hiện sự tôn kính Pháp của chúng ta đối với một trong ba ngôi báo rất là thiêng liêng này? Xin kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tịch. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Hạnh, Đệ Đức Tuệ Tri, Đệ Đức Tuệ Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam nữ. Dạ, qua cái lời của Thượng Tọa, con xin chia sẻ với những cái suy nghĩ của mình. Thật sự ra thì với một cái người tu thì luôn luôn lấy nhận Tam Bảo làm cái chỗ để nương tựa, Phật Pháp Tăng để nương tựa. Thường đó là chúng ta trong một cái thường thức dân gian á, người ta chỉ nghĩ rằng mình chỉ kính Phật là đủ. Nhà kính Phật là đủ. Nhưng mà cái kính Phật á, thì người ta thể hiện nó rõ ràng, trong cái rõ ràng chẳng hạn như là thấy tượng Phật người ta đảnh lễ, rồi mọi chuyện người ta cúng dường đối với tượng Phật là hoa nhang đèn, tất cả những gì trân trọng quý nhất người ta cúng đến với cái tượng Phật. Vì mình quan niệm cho rằng cái tượng Phật là cái bậc mà đáng để cho mình cung kính. Thường đó, chúng ta cũng đọc ở trong kinh thì cũng nghe việc mà cái việc Đức Phật Ngài dành cho cái thời gian, dành cho một cái sự ưu ái, cái việc chăm sóc những cái tháp thờ xá lợi, thì hoặc là những cái nơi mà thờ tượng Phật. Như mình, con thấy rằng khi mà mình đi qua bên Dứt Tích Lan cũng vậy. Mình thấy thấy xa xa ở ngã ba đường, ngã tư đường, góc đường có những cái nơi mà thờ xá lợi Phật, rồi có nơi thờ tượng Phật rất là nhiều. Cái điều đó, mình tự có, thường là có cái thời gian chăm sóc những cái việc đó hơn. Và tháp xá lợi thì thường là những người cư sĩ hậu độ, những người sự sĩ bỏ tiền của ra để mà xây cái tháp xá lợi, hoặc là nơi nào cũng vậy, thờ tượng Phật có những cái mái che, những cái làm, những cái mái để cái nơi dù là đơn giản nhất nhưng cũng có cái nơi mà để Phật ngồi cao ráo, tượng Phật ngồi cao ráo, rồi phải trang hoàng, rồi phải có cái mái che. Đó là những cái mà tối thiểu nhất khi mà mình kính Phật. Trong khi cái giáo pháp đó thì người ta nếu mà mình có học Phật pháp, mình có xem kinh thì mình biết Phật tức là tượng Phật, dù là làm bất trực liệu gì, pháp á, tức là lời dạy của Phật thông qua tam tạng kinh điển, qua pháp học, qua pháp hành, rồi tăng bảo tức là hình ảnh của các bậc thánh tăng, hay là hình ảnh của những vị chư tăng dù là phàm đang tu hành theo giới định tuệ, tu hành theo cái đạo lộ mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thì cái điều đó con nghĩ rằng khi nói mà mình tôn kính Pháp á, thì thường đó, về mặt hình thức thì con nghĩ rằng mình có một cái tủ kinh, rồi mình để một cái nơi cho nó trang nghiêm, cao ráo, sạch sẽ,
để rồi giống như là chúng ta thấy rằng có một cái tủ thờ kinh điển ở trong, là tạng kinh điển trong, kinh tạng, luật tạng, rồi luận tạng có đầy đủ ở trong. Hoặc là khi mà mình cầm một cái cuốn kinh, mình xem cuốn kinh, mình hết sức là trân trọng ở trong cái cuốn kinh đó. Cuốn kinh cũng chỉ là ngôn ngữ thôi, như ngôn ngữ đó được chứa đầy những cái ý pháp, những cái ý pháp mà Đức Phật Ngài đã dạy. Nếu chúng ta xem, nếu chúng ta có dịp xem, hoặc là nhiều cái phương tiện mà ngày nay chúng ta nói là nghe, thấy, nhìn, những cái phương tiện đó, có thể là từ xa là người ta cũng đã học được. Nhưng mà rồi đó thì cái đó cũng chỉ là những cái hình thức ở bên ngoài. Khi mà mình cầm đến cuốn kinh, mình có không có coi nữa, không có xem nữa đó, thì mình đặt cái cuốn kinh ở nơi cao ráo. Đó là cũng một lần hình thức tôn trọng, tôn trọng pháp bảo, tôn kính pháp bảo. Chứ mình để cái cuốn kinh ở bên dưới đất, dưới thấp, hay là mình để một cái nơi mà nó không có một cái sự trân trọng chút nào đó, thì nhìn ra đó, xem ra giống như là một cái sự xem thường. Bởi vì cuốn kinh nó khác với là một cái cuốn sách, hay nó khác với là một cái tài liệu sách báo gì đó, nó khác hoàn toàn. Bởi vì mình tôn trọng cái ý pháp, hay là tôn trọng những Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy ở đó, thì chúng con nghĩ rằng đó là mình tôn trọng pháp về mặt hình thức. Nhưng mà nếu mà để cho đúng nghĩa đó, không phải là chúng ta chỉ thờ về mặt hình thức không, tôn trọng giáo pháp kinh điển qua một cái tủ kinh thật là bóng bẩy, qua một cái nơi một cao ráo không, cũng chưa đủ. Cái nơi cao ráo để những cái cuốn kinh đó, hay cái nơi mà trang hoàng bóng bẩy đẹp đẽ, chúng ta để những cái cuốn kinh đó là chúng ta tôn trọng còn chưa đủ. Mà về mặt nội dung á, về mặt nội dung á, thì con nghĩ rằng cái điều gì đi nữa thì cái người Phật tử nói riêng và cái người tu Phật nói chung á, là thực hành theo cái lời dạy của Phật. Cho nên trong kinh nói rằng có hai cái sự cúng dường đó, hai cái sự cúng dường Amisa Pucha, tức là mình cúng dường bằng những cái lễ phẩm vật phẩm hay là những cái tài vật để mà mình cúng dường. Ngay cả chúng ta thường là nhang đèn bông hoa, những gì đẹp nhất chúng ta cúng dường Phật bảo, cúng dường pháp bảo, cúng dường tăng bảo. Nhưng mà cái điều thứ hai mà chúng ta cúng dường đó, mà nói rằng cái việc cúng dường đó cao thượng đó, thì bằng cách là thực hành Patipatti Puja, tức là thực hành theo lời dạy của Phật. Nếu chúng ta suy gẫm cho kỹ đó, thì con nghĩ mình có tôn trọng Phật, kính Phật bao nhiêu đi nữa, mình có dùng lời ca tụng bao nhiêu đi nữa, tán thán được Phật bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nếu mình không có hành trì thì cũng không có cái lợi ích chi. Và cái việc mà Đức Phật, như Đức Phật Ngài xác định, một người mà xuất hiện trên cuộc đời này mà mang lại lợi ích cho phần đông, lợi ích cho chư thiên và loài người, người ấy chính là ai đó? Người ấy chính là Như Lai. Đó là Đức Phật Ngài thẳng định ở trong Kinh Tăng Chi như vậy. Như vậy thì ở đây đó, mình tôn trọng pháp bảo, cũng như là người ta nói là pháp thân ở bên Bắc truyền chẳng hạn, tức là những cái lời dạy của Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật còn tồn tại lại mà mình thực hành. Đức Phật ra, con nghĩ rằng Đức Phật ra đời là để Ngài giáo hóa chúng sanh, mong sao cho tất cả chúng sanh được thấm nhuần, được gọi nhuần ở trong pháp của Phật, rồi thực hành theo lời dạy của Phật để được an lạc, để được giải thoát. Thì cái điều đó, khi mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật, đó là sự cúng dường cao thượng nhất, sự cúng dường cao thượng nhất. Và chính đó đó là những cái điều mà chúng ta biết rằng chúng ta đã giúp được cái sự duy trì Phật pháp được tồn tại, Phật pháp được tồn tại. Nếu chúng ta không hành trì giáo pháp của Đức Phật ấy, thì em có một lúc nào đó chúng ta có thể rằng có một ai đó nhìn nhận cũng như là đánh giá rằng là lời dạy như là một cái công thức, như là một cái gì
cái lý thuyết mà thôi, chỉ là những cái lời nói thôi, chứ không có cái giá trị. Trong khi mình thực hành thì mình mới có được cái sự an lạc, thực hành mới có được cái sự an lạc. Và sự thấm nhuần ở trong Phật pháp là thực hành lời dạy của Đức Phật. Vậy khi cái thấm nhuần đó nó mới có thể là lâu dài được. Dù cái thời gian nó có thay đổi đi, xã hội có nhiều cái sự biến chuyển thay đổi khác nhau, mỗi thời kỳ mỗi cái khác nhau, nhưng mà nếu như một người mà thực hành được cái lời dạy của Phật đó, thì cái người đó mới thật sự là bảo tồn và duy trì Phật pháp được tồn tại lâu dài. Chứ còn nếu mà không á, thì những ngôi chùa có nghĩ rằng dù có quy nga, có tráng lệ, có lộng lẫy như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu mà không có thực hành lời dạy Đức Phật thì chúng ta giống như nhìn những cái đền mà chúng ta thấy là bỏ nhiều công sức, có những cái đền mà bỏ nhiều công sức, bỏ nhiều tiền của, bỏ nhiều trí tuệ ở trong đó để được những cái đền trở thành cái nơi tham quan của người khác, chứ cũng không phải là cái nơi để mà nó đúng cái nghĩa là cái nơi để mà mình có những cái đời sống tâm linh, có những cái đời sống tinh thần, có những đời sống mà chính bản thân của người tu tập thực hành theo pháp họ có được cái sự an lạc. Thì con nghĩ ở đây đó là cái việc mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật, đó là sự cúng dường cao thượng nhất. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ đi sự cúng dường bằng những cái lễ phẩm, những cái vật phẩm khác. Không phải là chúng ta cúng dường tam bảo, không bỏ đi những lễ phẩm khác. Nhưng mà nếu mà nói hai cái cách cúng dường đó, thì cái sự thực hành lời dạy của Đức Phật là sự cúng dường cao thượng nhất. Và chính vì vậy cho nên là giúp cho Phật pháp được duy trì, giúp cho Phật pháp được xương minh, và giúp cho Phật pháp được phát triển và bảo tồn cái giáo pháp của Đức Phật một cách lâu dài, bền chặt được. Thì con nghĩ rằng mình cả hai cái điều mà mình cúng dường đó, thì cái việc thực hành lời dạy của Đức Phật rất là quan trọng. Và chính vì vậy đó, cho nên là dù mình hành thiền, mình giữ giới, mình giữ cái tâm niệm đời sống của mình luôn luôn sống trong pháp, sống trong pháp, như là câu pháp cú Đức Phật ngài dạy rằng: vị tỷ kheo mến pháp, suy tư pháp, tâm tư hằng niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Giống như là từng người như vậy, tự mình thấm nhuần, tự mình trải nghiệm, tự mình thực hành lời dạy của Phật, thì cái niềm tin đó nó bền vững, và cái đó cũng là sự duy trì lâu dài, làm cho giáo pháp được bảo tồn một cách lâu dài. Thì đây là cái ý con xin được chia sẻ qua câu hỏi thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thú kính trình thượng tọa Pháp Tân với những chia sẻ vừa rồi. Rất có quan nghĩ là như thầy thượng tọa Thư Quyền đã vào và tham dự. Trước khi mà hỏi thượng tọa Thư Quyền, thỉnh thượng tọa Thư Quyền có phần pháp đàm, xin được hỏi thượng tọa Từ Sư, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Sư còn nghe được, thì xin thỉnh thượng tọa chia sẻ một điều nhân ngày pháp bảo hôm nay. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Từ Sư, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Bạch thượng tọa Từ Sư, ở các quốc gia Phật giáo đó, người ta có một vài cái hình thức liên quan đến chuyện xây cất mà nói lên lòng tôn kính đối pháp bảo. Mà hôm nay gặp thượng tọa Từ Sư rất là muốn hỏi thượng tọa Từ Sư là chúng ta có thể đem những thứ này về Việt Nam được hay không? Thứ nhất, chúng ta biết rằng ở trong các cái ngôi chánh điện ở tại Thái Lan, Miến Điện đó, thì họ có một cái hộp này bằng gỗ, họ chạm trổ rất là tinh vi và rất là trang trọng. Ở trong đó họ đựng những cái bản giới bổn 31 khác mà chư tăng tụng hằng mỗi ngày Bồ Tát đó. Và cái bản giới bổn này thì là bằng lá bối hay là bối diệp, bằng lá bối họ đặt ở trong cái hộp rất là trang trọng ở trên chỗ Bồ Tát đường đó.
nó giống như là một cái vật thể, một cái vật thể rất là tôn kính ở trong một ngôi chùa. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng ở các quốc gia Phật giáo thì cái pháp tọa cho vị pháp sư thuyết pháp cũng rất là trang trọng. Và ở một vài nơi, một vài quốc gia thì ở trong chùa, trong chánh điện đó, họ có hai cái tủ tam tạng hai bên, bên phải và bên trái, cũng rất là trang trọng. Và có một số các chùa lớn đó, họ có nguyên cả một cái chúng ta gọi là một cái giống như một cái nhà, như cái thạch để đựng tam tạng kinh điển ở ngoài, một ngôi nhà biệt lập riêng thôi. Và Thượng Tọa Từ Sư, Thượng Tọa là một vị pháp sư, mà Thượng Tọa cũng lại là một vị mà có nhiều cái hiểu biết về vấn đề xây các chùa chiền. Thì trong trường hợp ở Việt Nam á, thì trên phương diện xây cất có những cái vật thể nào có tất cả là cụ thể rõ ràng mà nói lên sự tôn kính của chúng ta đối với pháp bảo như ở các quốc gia Phật giáo mà có thể làm được ở Việt Nam không? Xin Thầy Tổ Thư Sư. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch cho Thầy, kính thưa quý vị, đó cũng là một cái thể hiện cái lòng tôn kính Phật bảo. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý rằng là những vị tỳ kheo đã học, đã hiểu và thực hành theo pháp rồi thì bây giờ phải tỏ cái lòng tôn kính đối với những quyển kinh, những quyển giới bổ. Bằng cách là đừng trang trọng trong một chiếc hộp chạm trổ, hay là đặt những kinh, những sách Phật ngôn trên một cái tủ kệ trang trọng, thì cái điều này nó biểu hiện cái sự tôn kính ngược lại. Nếu mà mình chỉ mang quyển thỉnh quyển kinh về, bộ tâm tạng về, rồi mà đóng tủ bằng những gỗ trầm hay là gỗ danh mộc, chúng ta để vào cái nơi trang trọng nhất ở trong chùa, đó nó chỉ là một phần cung kính pháp. Nhưng mà cái này thì chúng ta gọi là làm kiển để ngắm, chứ không phải thật sự là cái sự tôn kính pháp bảo. Thưa quý vị, cũng như khi mà người ta
hiểu được, biết được cái giá trị của viên kim cương hay là của vàng. Khi hiểu, khi biết được cái giá trị của vàng, bạc hay của kim cương đó, người ta đem cất nó vào trong một chiếc hộp đẹp. Thì như vậy mỗi lần mà mở ra để ngắm cái viên kim cương đó hay có thỏi vàng đó, thì như là người ta thổi hồn vào trong cái viên kim cương hay cái thỏi vàng đó, thấy có giá trị. Và ngược lại, nếu như thổ dân mà họ không biết được giá trị của vàng, của kim cương, rồi có họ nhặt họ đem về, họ cũng để trong tủ để họ trưng chơi vậy đó, thì như vậy cái thỏi vàng đó và kim cương đó, người nhà họ đi qua đi lại họ nhìn giống như là một cái đồ cổ để trưng bày ở trong tủ vậy thôi. Cho nên nó hạ cái giá trị của kim cương hay là cái thỏi vàng đó. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta trưng bày kinh điển mà chúng ta đã biết, đã hiểu được, thì cái đó mới có giá trị. Lấy một cái thí dụ, chúng tôi là một cái thí dụ. Trong phòng chúng tôi có cái tủ sách, tủ kinh, mà ở trong đó chúng tôi đựng, chứa đựng Tam Tạng Pali, rồi chú giải Pali đủ bộ. Tam Tạng Pali 45 quyển và chú giải cũng 45 quyển. Giờ có những cái quyển sách khác, hàng ngày chúng tôi biên soạn kinh điển, chúng tôi tra cứu, chúng tôi thận trọng lấy quyển kinh đó ra, chúng tôi đặt ở trên bàn, rồi chúng tôi dở từng trang để chúng tôi tra cứu, dịch thuật hay viết lách. Xong rồi chúng tôi cẩn thận xếp lại và để theo cái vị trí đúng. Mà ngày nào cũng vậy, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, chúng tôi có thói quen làm như vậy. Cho nên cứ hễ mỗi lần mà ngồi nhìn cái tâm tạng, nhìn cái bộ tâm tạng trong cái tủ sách, tự dưng chúng tôi cảm thấy một cái niềm quan hỷ. Là tại sao vậy? Là bởi vì, thưa quý vị, mình hiểu được trong cái bộ kinh đó nói cái gì, trong bộ chú giải chỗ đó trình bày cái gì. Vì do hiểu được cho nên kinh sách mà để cái chỗ trang trọng, mình nhìn vào cái tự nhiên mình có cái tâm quan hỷ, mình có sự cung kính cho Pháp, cung kính thật sự. Cho nên ở đây nó còn tùy. Nếu mà chỉ để trưng bày nhưng mà không ai đọc được cái gì, không hiểu được cái gì trong đó,
Thì như vậy dầu có trưng bày một cách trang trọng cũng gọi là thiếu cái sự cung kính giáo pháp. Bởi vì khi chúng ta nhìn vào, chúng ta không có sự quan hỷ, biết gì đâu mà quan hỷ. Cho nên cái sự cung kính giáo pháp nó thể hiện ở chỗ cái niềm tin của chúng ta đối với giáo pháp, trí tuệ của chúng ta học hiểu giáo pháp, thì cái quyển sách đó nó lại có giá trị. Khi mà chúng tôi đi tham dự cuộc lễ chùa này chùa kia đó, thì ở chỗ đó người ta tặng cho một cái quyển sách, một cái quyển kinh. Mọi chúng tôi mở trang sách ra ở đầu quyển sách hay ở giữa ở cuối quyển sách, mà trong đó chúng tôi thấy có ghi chép Pali nhiều. Chúng tôi mừng lắm thưa quý vị, chúng tôi hoan hỷ lắm. Và chúng tôi cảm thấy cái quyển sách đó có giá trị. Cái sự cung kính vô nằm ở cái chỗ này. Còn nếu như mình không hiểu gì hết, thì khi mà đi đến trong cái cuộc lễ, người ta in nhiều quyển sách, cái vị trụ trì tặng cho mỗi viện quyển. Nhưng mà chúng ta có cái cảm giác khi mà nhìn thấy mấy vị khác nhận quyển sách, hình như là các vị nhận cho có nhận thôi. Các vị đó không thèm quan tâm, không thèm để ý. Thậm chí khi mà các vị ra về, chúng ta thấy tại chỗ ngồi của các vị đó khi còn để lại cái quyển kinh ở trên bàn, nghĩa là không chịu mang về. Rõ ràng là thiếu cái sự cung kính, thiếu cái sự tôn trọng. Thành ra cái sự cung kính, sự tôn trọng pháp nó không phải ở chỗ là cái vật thể, mà quan trọng ở chỗ là phi vật thể, là chúng ta có cái sự hiểu và biết được cái giá trị của cái quyển kinh đó. Thì sau đó chúng ta mới đặt vào cái nơi trang trọng. Hiểu trước, có niềm tin trước, rồi chúng ta mới đặt, mới cất giữ vào những nơi trang trọng. Thì như vậy đó là thể hiện cái sự cung kính thật sự. Và nếu như mà không hiểu, không biết gì hết, mà chỉ đặt một nơi trang trọng để có ai đó họ vào, họ nhìn ở cái phòng của mình, họ thấy ở trên kệ sách đầy đủ để ngăn nắp thứ tự trật tự đẹp, thì gặp cái người mà đến họ không biết gì thì mới xem qua họ đã khen ngợi rồi, họ đã xích xoa. Có lẽ là chủ nhân của căn phòng này dữ dằn lắm thưa quý vị. Nhưng mà với người có trí ấy, khi họ nhìn vào thì họ chưa thấy đó là cái sự cung kính pháp. Nếu như họ biết rõ là chủ nhân của căn phòng đó, chủ nhân của cái thư viện đó, mà có một cái đầu sâu sắc, bị nó sở hữu trí tuệ một cách sâu sắc, thì như vậy những gì mà vị đó trưng bày thì cái đó có giá trị thật sự, mới có sự cung kính thật sự. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một cái đề tài pháp đàm mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy. Sa tu kính thưa thầy sư, thưa vị, thật ra câu hỏi vừa rồi
chúng tôi nghĩ rằng khó có hỏi ai mà có thẩm quyền nhiều hơn là hỏi Hòa Thượng Thầy Sư, bởi vì Hòa Thượng là vị mà Pháp Sư đúng nghĩa, và đồng thời Hòa Thượng cũng là vị đã có rất là nhiều cái công trình xây dựng về cơ sở vật chất chùa chiền. Bây giờ thì thưa quý vị, hôm nay cũng là cái ngày rất là đặc biệt ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma chúng ta. Trong cái lòng tôn kính sâu xa đối với lời dạy của Đức Phật, chúng ta trân trọng cử hành ngày Pháp Bảo. Nó cũng trùng hợp với ở trên thế giới hôm nay là ngày Valentine. Valentine mang cái ý nghĩa là về sự yêu thương. Nhưng mà riêng đối với lớp Phật Pháp Buddha Dhamma thì trong những ngày này lại trùng hợp với một vị khác, đó là đại tượng của sư trưởng. Sư trưởng là bậc thầy của Hòa Thượng Thầy Siêu của chúng tôi và của hầu hết tất cả chư tăng sinh hoạt trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Sư trưởng ra đi cách đây 2 năm, và năm nay thì chúng ta cử hành lễ đại tượng. Đối với người thế gian thì đại tượng là cái dỗ thứ hai, nhưng mà đôi khi người ta cũng nói là sau 3 năm cư tăng. Và được biết rằng chư tôn đức đã có một buổi lễ để kỷ niệm ngày đại tượng của sư trưởng riêng ở tại chùa Bổ Đức, ngôi chùa vốn là trụ xứ của sư trưởng. Sư trưởng cũng là vị đã kể như là khai sơn ra chùa Bổ Đức. Không hẳn là xây cất hoàn toàn trước đó là đã được xây cất, nhưng mà cũng dường là sư trưởng biến lại một ngôi chùa, đúng là ngôi chùa nguyên thủy. Và sư trưởng tịch rồi thì phần chăm sóc Phật sự lại được thực hiện bởi Thượng tọa Tuệ Quyền, một vị giảng sư ở Trung Rung. Hôm nay nhân có Thượng tọa Tuệ Quyền, và xin kính cung thỉnh Hòa Thượng Thầy Siêu đi nghỉ. Và biết hôm nay Hòa Thượng rất là bận, và rất là cảm kích là Hòa Thượng đã dành thời giờ cho chương trình sinh hoạt đặc biệt ngày hôm nay. Kính thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Không biết Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tuệ Quyền nghe được thì xin Thượng tọa quan hệ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là dạ vâng, Thượng tọa Tuệ Quyền có thể cho biết một vài nét về lễ tưởng niệm của sư trưởng năm nay không? Mà đặc biệt là ở tại chùa Bổ Đức, nơi trú xứ rất dài của sư trưởng trước khi sư trưởng ra đi. Xin kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn sư tử tri. Cảm ơn đại chúng. Chúng con có lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tư Siêu, Thần Tổ Giác Đẳng, Thần Tổ Phúc Tân, Thần Minh Hạnh, Đại Đức Tự Trị, Đại Đức Sư Nguyên Thông, cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Ngày hôm nay chính là cái ngày lễ đại tượng của sư trưởng, bậc thầy ở trong của Chư Tăng hệ phái Phật giáo Nam Tông, mà đặc biệt tức là các vị chúng ta gọi là như là một cái vị chuyên về nghiêm về siêu lý,
Thì cái lễ đại tường đã diễn ra thì một điều hết sức là hoan hỷ và long trọng, đó chính là ngày hôm nay là ngày mà có thể nói chưa tăng rất là bận ở các chùa, bởi vì ngày 14, ngày 15. Nhưng điều thật là một điều hoan hỷ là các vị trụ trì, các vị hòa thượng, các vị hòa thượng là rất ít. Nhưng điều mà có thể nói rằng trong 10 thì đã có hết có 8 vị, hay là trong 5 hết đã có 4 vị đã có mặt để tham dự lễ. Và với số lượng của ban tổ chức cung thỉnh thì xem như là đã đi 8/10. Và cũng như có sự hiện diện của quý tu nữ thì tổng số chưa tăng khoảng chừng 70 vị. Và số tu nữ thì khoảng chừng 30 vị tu nữ và khoảng 400 Phật tử. Thì sư phụ Tỳ Siêu là một là vị giảng sư đảm trách trực tiếp trong cái ngày lễ hội, và sau đó cái lễ tưởng niệm, sau cái thời giảng pháp là lễ tưởng niệm của chư tăng và tuyên đọc tiểu sử của sư trưởng và các vị huynh đệ trẻ thuộc về môn đồ hiếu quyến. Kính bạch chư tăng, thì kính bạch thượng tọa, thì cỡ từng tuổi của chúng con thì đều quỳ dưới cái án tiền dưới Phật đài để tuyên đọc tiểu sử, để cung thỉnh, để cúng dường chư tăng vật phẩm và tiểu sử. Thì sau cái cuộc lễ, sau cuộc lễ tưởng niệm, đó là lễ trai tăng đặt bát cúng dường, thì với sư trưởng thì sư trưởng rất là hoan hỷ với cái việc mà chư tôn đức tăng đến và cái việc mà đặt bát hội. Thì có thể nói là sau 75 thì sư trưởng là một trong những người đầu tiên để phát huy một cái vai trò đó. Và cái vai trò thứ hai nữa, đó chính là ở chùa Bổ Đức lúc nào cũng vậy. Cái lễ rằm tháng giêng hay là lễ quý nhật của hòa thượng là tịnh sự thì đều có lễ đặt bát cúng dường sư trưởng. Đây là sư trưởng rất cái hình ảnh chưa tăng những bát cúng dường, cho nên điều đó là thay vào cho tất cả. Cái lễ hội gì lớn nhỏ gì cũng phải có, mặc dù thời gian hết sức là hạn hữu. Nhưng điều quả thật thì cái hình ảnh đó, đặt bát cúng dường thì nó cũng được thành tựu, được tốt đẹp. Và trong suốt cái cuộc lễ thì không có cái chuyện gì mà ngoài ý muốn xảy ra để trở ngại, và cuộc lễ đã thành tựu viên mãn. Thì đây là cái lễ đầu tiên đại tường, xem như là cái lễ đầu tiên. Năm ngoái thì cái lễ là để tiểu tường cũng sẽ được làm lớn, những điều mà vì một lý do tức là dịch Covid của năm ngoái, cho nên vì vậy hầu như tức là chỉ ở trong nội bộ các chư huynh đệ tổ chức làm lễ cúng dường, làm lễ tưởng niệm. Và một điều có thể nói là nhắc thêm trong cái tiểu sử, mà có lẽ chúng ta chỉ đọc tiểu sử mà theo cái viết của sư Thọ Khanh, tức là sư Nguyên á, thì nó chỉ một phần lột tả cái ý nghĩa của cái vai trò của sư trưởng. Nhưng phải nói rằng cái phần tiểu sử sau này được viết lại do Thượng Tọa Minh Đức viết lại đó, thì nó khác hơn một chút xíu, còn nó có nhiều điểm, không phải là khác mà nó có nhiều điểm đặc biệt, mà qua đó chúng ta cũng ghi lại những cái điều mà phải nói rằng là cần phải đáng nhớ. Có thể nói rằng sư trưởng lúc khoảng thập niên 80 sau khi tu thì khéo xong, là một điều đặc biệt là được các vị hòa thượng như là ngài hòa thượng Hậu Tông giao cho một cái ngôi chùa nguyên thủy rất lớn. Phải nói là ngôi chùa đó là có một tượng Phật thật to lớn và một chánh điện lớn, thật lớn so với Việt Nam đương thời lúc đó, rất lớn. Và một cái điều thứ hai nữa là ở nơi thiền viện Phước Sơn cũng chính ngài hòa thượng Giới Nghiêm giao lại cho sư trưởng.
và sau đó sư trưởng mới giao lại cho Hòa Thượng Vũ Chánh bây giờ hiện tại đảm trách. Cứ nghĩ rằng là và quả thực cái điều đó nó cũng đúng. Đương thời lúc mà Hòa Thượng Vũ Chánh mà về Phước Sơn thì cũng rất trẻ. Hòa Thượng Vũ Chánh còn rất trẻ thì cái việc đương nhiệm đó thì chỉ có một vị dạng thầy của Hòa Thượng Vũ Chánh hiện tại giờ, đây chính là chủ trì thiền viện Phước Sơn đó, thì đó chính là sư trưởng giao lại cho yêu cầu ở Quảng Nghiêm và ở Phước Sơn. Hòa Thượng Vũ Chánh chọn điểm nào thì Hòa Thượng Vũ Chánh chọn cái điểm Phước Sơn. Dạ, thì đây cũng là một điểm mà ngày nay tức là kính mà ở Phước Sơn có thể nói đông nhất, tăng ni đông nhất, và cũng là nơi mà có thể nói là đất đai rất rộng, được những cái mảnh đất mà nó mang tính tức là cái rừng nguyên sinh, cây nó rất nhiều, và hôm nay được trồng thêm nữa, thì ở đó theo như luật cũng là một nét đẹp của Phật giáo và đặc biệt Phật giáo Nam Tông, và lễ hội của Phước Sơn thì rất là lớn. Thì công đức của sư trưởng đào tạo tăng tài và tiếp nhận thành lập các chùa cũng như là những các chùa để chuyển về Nam Tông. Thì chẳng hạn như ở Quảng Nghiêm, và cũng là một điều đặc biệt nữa, con cũng xin bạch với Thượng Tọa một điều là xem như ở nơi nào mà có những người đệ tử của sư trưởng thì đa phần sẽ cử hành lễ tưởng niệm để dâng cái phước đến cho sư trưởng. Đây là một điều mà cũng như thời xưa sư trưởng đã yêu cầu những người đệ tử của ngài, các chùa và những người đệ tử của ngài thì đều làm các cái lễ quý nhật, lễ cầu nguyện từng chùa. Đây cũng là một điều hay, và tụi con đã kế thừa được cái việc đó. Chẳng hạn như bữa ngày mùng 10 thì con làm lễ tưởng niệm, ngày 12 Thượng Tọa Minh Đức làm lễ tưởng niệm ở chùa Từ Quang, và ngày 20 thì làm ở chùa Thiện Quang 2, vân vân. Thì đây là một cái sự hợp nhất sắp xếp của môn đồ hiếu quyến, và con nghĩ rằng là làm được như vậy thì nếu sư trưởng cảm hiểu được, biết được từ chúng đệ tử có sự thành tâm như vậy thì đây cũng là một nét đẹp, là một điều hoan hỷ. Và cái lễ của sư trưởng thì đơn giản, gọn và làm sao mà đầy đủ những cái ý niệm của thời của sư trưởng. Còn hiện thời sư trưởng mong muốn như vậy. Cuộc lễ giảng không rườm rà, không phải là cái gì mà hình thức nhiều xuyên qua càng trống, mà chỉ là chưa tăng lại để cúng dường, là để thuyết giảng và đặt bát. Và cũng như có một điều nữa thì chưa có thể làm được như lúc sư trưởng đương thời còn khỏe mạnh, đó chính là cái đêm đầu đà. Nếu đêm đầu đà được thì quá tốt đẹp. Dạ, chúng con tương lai sẽ thực hiện lại cái chương trình đêm đầu đà. Dạ, thì hôm nay là cái ngày lễ sư trưởng, và thật sự cũng là một điều hoan hỷ. Trong môn đồ hiếu quyến đã thành tâm, đã làm hết sức mình để dâng về cho sư trưởng những cái phục cầu nguyện, dâng về đến sư trưởng những cái phần phước, phước Phật, phước Đức một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp. Thì ngưỡng mong giác linh của sư trưởng hiểu biết được cho tấm lòng của chúng đệ tử, và cũng chúng đệ tử cũng sẽ cố gắng hứa sẽ noi theo cái hành nguyện của sư trưởng. Dạ, thì kính bạch Thượng Tọa, thì đó chính là cái cuộc lễ hôm nay, thì bắt đầu kết thúc vào lúc 12 giờ và trở lại cái trạng thái bình thường. Và chính chúng con là cái người trách nhiệm, xem như là Hòa Thượng Vũ Chánh trách nhiệm để xây chùa Vũ Đức, còn con là trách nhiệm được tăng giao điều hành trực tiếp
và chịu trách nhiệm toàn phần. Thì hôm nay chúng con đã cố gắng hết sức mình về nội sự của chùa và cũng như là về cái lễ đại tường đã được thành tựu tốt đẹp. Dạ, thì con xin báo trình đến Thượng Tọa và kính dâng công đức đến Thượng Tọa và kính chia phước đến toàn thể quý đại và đến chia tông đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử trong lớp học Phật pháp Bụt Thích Tham Má. Mong tất cả được an lạc, được tấn hóa và có lẽ tất cả chúng ta cũng đồng cầu nguyện, đồng dâng phước đến sư trưởng với những gì mà chúng ta tạo tác được nhân cái ngày lễ đại tường ngày hôm nay. Và nếu như có điều gì sơ thất thì kính ngưỡng mong quý ngài cùng toàn thể đại chúng hoan hỷ thứ lỗi cho. Dạ, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa quay trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kính thiền Thượng Tọa Tây Quyền. Thưa quý Phật tử, hôm nay nhân ngày Makapucha, ngày Pháp Bảo, chúng ta tôn vinh Pháp Bảo, cũng là cái thời điểm rất là thích hợp để chúng ta tưởng nhớ những vị đã có một cái vai trò rất là ý nghĩa ở trong việc tôn kính Pháp Bảo. Vị đầu tiên đó là ngày Tam Tạng thứ 12, tức là ngày Sadanta, Avijjata, Phi Văn Sát, vừa tịch ở tại Bangkok và đang hiện đại đang tổ chức lễ tang lễ ở tại Miến Điện, ở tại Sakai, Mandalay. Và hôm nay cũng là ngày rất ý nghĩa nhân đại tường của sư trưởng. Thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm kích Thượng Tọa Tây Quyền, đặc biệt là Thượng Tọa Minh Đức đã viết lại tiểu sử của sư trưởng. Bởi vì thật ra khi sư trưởng tịch đó thì trong bản tiểu sử thì lại không có nói lên được những cái đặc điểm ở trong cái hành trạng của một người như sư trưởng. Chúng tôi muốn nói ở đây gây 4 điểm. Và qua 4 điểm này thì chứ thì có lẽ chúng ta không cần nhắc nhiều đến những chi tiết khác khi nhớ về một bậc thầy. Trước hết là ngài Hòa Thượng Tịnh Sự là vị thầy đã cho sư trưởng tu, nhưng mà sư trưởng đã làm một việc mà có thể là hiếm có người học trò nào đã làm tốt hơn cho vị thầy của mình. Đó là, thưa quý vị, Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự rất là nhiều năm ngày về Việt Nam để hoằng hóa môn thắng pháp, A Tỳ Đàm mà ngày gọi là môn siêu lý hay là vi diệu pháp. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự lại là một người thuộc về tầng lớp gọi là cổ phái. Chúng ta gọi là cổ phái là bởi vì trước khi sang bên Nam Tông thì Hòa Thượng Tịnh Sự được gọi là Ngài Giáo Thọ Huệ Lực, là một ở trong những vị cao tăng của Phật giáo Bắc Tông ở tại Sa Đéc, ở chùa Kim Quê Sa Đéc. Và ở trong cái vai trò một vị giáo thọ có tiếng như Hòa Thượng Tịnh Sự của thập niên 30-40 thì thưa quý vị, Hòa Thượng mang nặng học từ chư, lấy cái chất học cổ. Và mặc dù Hòa Thượng rất là cố gắng, nhưng mà thưa quý vị, cái nền giáo dục cổ á, nó ảnh hưởng xuyên suốt ở trong cuộc đời của Hòa Thượng. Và do vậy, mặc dù Hòa Thượng Tịnh Sự là một người tiên phong ở trong việc dịch thuật giảng dạy thắng pháp, và trong số cả những đệ tử xuất gia và cư sĩ của Hòa Thượng dạy đó,
mà gọi là những người học Phật pháp, học học thắng pháp thì đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi nói đếm đầu ngón tay tức là hòa thượng dạy rất nhiều, nhưng mà những vị học đến nơi đến chốn thì không có nhiều lắm. Và sư trưởng là người đã có một cái đóng góp rất lớn ở trong cái việc mà đem những gì mà hòa thượng Tịnh Sự đã giảng dạy để chuyển tải lại cho đại chúng qua những cái lớp dạy phổ thông hơn. Điều này không phải là hòa thượng Tịnh Sự không có cái kiến thức về thắng pháp như sư trưởng, nhưng mà chúng tôi muốn đề cập đến phương pháp. Mỗi một thời, mỗi một giai đoạn có một cách dạy khác nhau. Thì chúng tôi cũng xin thưa rằng sư trưởng là một người rất là tích cực để giảng dạy thắng pháp hay là vi diệu pháp trong một cái phương pháp mới hơn. Và nhờ như vậy môn vi diệu pháp đã phổ thông hơn. Chính như vậy, thưa quý vị, Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự lúc sinh thời đó, Ngài không có bỏ nhiều thời giờ để nuôi dạy đệ tử như là sư trưởng. Và chính sư trưởng là nhận những người học trò vào, giống như là Thượng Tọa Từ Siêu chúng tôi và nhiều chư tăng khác, để nuôi, để dạy và đem về cho Hòa Thượng Tịnh Sự truyền giới xuất gia. Mặc dù bản thân của Thượng Tọa Từ Siêu hay chúng tôi đó là được thọ giới từ Hòa Thượng Tịnh Sự, nhưng mà cái vị thầy tiếp dẫn lại là sư trưởng. Và chúng tôi thì ở với Hòa Thượng Tịnh Sự 3 năm, và những vị khác thì thưa quý vị, đa phần là đến với Hòa Thượng để Hòa Thượng truyền giới cho tu, rồi trở về sư trưởng dạy thôi. Nhưng mà cái số đệ tử xuất gia mà đông đảo Hòa Thượng Tịnh Sự ngày nay còn lại đó, là phải nói là do chính sư trưởng. Và những vị nào ở tại Việt Nam thì quý vị hiểu rằng có một cái thời gian khổ sở vô cùng, cái thời gian đất nước đen tối, rồi bây giờ họ gọi là thời bao cấp đó. Thì trong giai đoạn đó sư trưởng lại là một người chịu thương chịu khó nuôi tăng, nuôi cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Và suốt cuộc đời chúng tôi, một khi mà thắp một nén hương để tưởng niệm sư trưởng, nghĩ về sư trưởng, chúng tôi không bao giờ quên giai đoạn đó. Sống rất khổ thưa quý vị, nhưng mà ai muốn tu thì sư trưởng sẵn sàng. Và nhờ như vậy có một cái tầng lớp chư tăng ngày nay. Thì việc đó đó không nhắc tới và nhắc không đủ thì quả thật là một điều rất là đáng tiếc. Bởi vì thời gian đó là chư tăng đang tu thì hoàn toàn rất nhiều, và những vị mà có trách nhiệm thì không ai dám học trò nhận học trò đệ tử. Tiền đâu mà nuôi, gạo đâu mà nuôi. Nhưng mà sư trưởng rất là chật vật để nuôi chư tăng. Và một điểm khác, điểm thứ ba mà chúng tôi muốn nói và rất là cảm kích Thượng Tọa Tư Quyền đã nhắc lại hôm nay là những vị hòa thượng lớn, những bậc thầy lớn ở trong Phật giáo Nam Tông Việt Nam để lại cho sư trưởng những cơ sở vật chất rất lớn. Ở trong đó có Hòa Thượng Tịnh Sự, có Hòa Thượng Giới Nghiêm và có Hòa Thượng Hộ Tông. Hòa Thượng Hộ Tông đã giao cho sư trưởng ngôi chùa Nguyên Thủy ở Cát Lái, gọi là ngôi chùa có cái cơ sở vật chất lớn nhất của Phật giáo Nam Tông thời bấy giờ. Hòa Thượng tất nhiên là một Phật học viện. Rồi Hòa Thượng Giới Nghiêm đã giao lại cho sư trưởng Đồi Lá Giang, nơi mà Hòa Thượng Bửu Chánh đang trụ trì hôm nay. Và dĩ nhiên là những ngôi chùa Hòa Thượng Tịnh Sự như là chùa Biên Giác, chùa Lý hay chùa Sư Lý Sài Gòn, nó cũng nằm ở trong cái sự quyết định của sư trưởng. Nhưng mà thật ra là một điều rất đẹp thưa quý vị. Ở trong cuộc sống mà chúng tôi thật sự cảm kích khi nghĩ về một bậc thầy, một người cậu, là sư trưởng thường nhắc nhở là chúng ta hãy nhớ lời Phật dạy là hãy là kẻ thừa tự pháp bảo, đừng là kẻ thừa tự tài vật. Ra thì khi mình nhìn lại cuộc đời của sư trưởng thì thật sự sư trưởng không xem
những cái sự thừa kế vật chất nó là quan trọng, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà sư trưởng không có thừa kế cái đạo nghiệp của những bậc tiền nhân để lại. Chính tôi tin sư trưởng đã làm rất tốt khi sư trưởng đã giao những cơ sở này lại cho những chư tăng, ví dụ như giao lại đồi Lã Giang cho hòa thượng Bửu Chánh, hay là giao chùa Nguyên Thủy lại chư tăng khác. Bởi vì sao? Bởi vì thật ra những người như sư trưởng nên làm một công việc là trợ duyên, tiếp tục trợ duyên, tiếp tục công việc hoằng pháp cho chư tăng và Phật tử, hơn là ôm một cơ sở và lúc nào cũng chú trọng cái việc xây dựng cơ sở cho mình và tạo thành một cái hào quang mà nó nặng về vấn đề vật chất hơn tinh thần. Thật ra đây là một ở trong những điều thâm cảm sâu kín trong lòng của chúng tôi, đặc biệt đối với sư trưởng. Bởi vì thưa quý vị, ở Việt Nam sau này điều mà chúng tôi để ý là chư tăng rất là quan trọng về cơ sở vật chất, nhưng mà chúng ta quá quan trọng cơ sở vật thì chúng ta quên một điều, chúng ta quên đi một điều đặc biệt rất là quan trọng là cái tinh hoa của giáo pháp, cái hồn của giáo pháp, cái điểm mà ta cần truyền thừa. Nếu chúng ta nhìn lại ở trong lịch sử của đạo Phật thì sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, các vị đại đệ tử như ngài Maha Kassapa, tôn giả Upali, tôn giả Ananta, các ngài không nhấn mạnh về việc làm sao để thủ đắc, làm sao để phát triển ngôi chùa Trúc Lâm, ngôi chùa Kỳ Viên, những cơ sở vật chất liên quan đến Đức Phật, mà các ngài lại nhấn mạnh đến việc trùng tuyên tam tạng và đã để lại cho hậu thế cái kho tàng kinh điển về tinh thần vĩ đại cho đến ngày nay. Mỗi lần chúng tôi về Vương Xá Thành để hành hương, chúng tôi thường đến hai nơi. Một là chùa Trúc Lâm ở ngay ở giữa lòng thành Vương Xá, trước kia là một ngự viên, sau này Bưu Bình Sơn Vương biết là thành chùa Trúc Lâm, rộng đẹp. Và trên kia là hang Thất Diệp, nơi mà chư Thánh Tăng đã kết tập tam tạng. Chúng tôi đứng từ góc Linh Thứ Sơn ngó xuống Vương Xá Thành, đặc biệt là ở trên tháp Sanh Đi, nhìn xuống chúng tôi có thể nhìn thấy cả hai cái di tích lịch sử đó. Nhưng mà chúng tôi đặc biệt cảm kích, rất cảm kích một điều ở trong dòng lịch sử của Đạo Phật là chư vị Thánh Tăng các ngài đã không có quan trọng với cơ sở vật chất. Nếu chùa Trúc Lâm, chùa Kỳ Viên đã nguy nga rồi, làm nguy nga thêm, to lớn rồi làm to lớn thêm, thì thưa quý vị, nhiều lắm là vài 300 năm, 1.000 năm, 2.000 năm rồi cũng sẽ đi vào tàn lụi. Nhưng mà các ngài đã thấy được một điều quá quan trọng, vô cùng quan trọng. Đó là cái di sản chánh pháp mà Đức Phật để lại. Điều quan trọng là làm sao để trùng tuyên, để kết tập và bảo lưu cho hậu thế. Và chính vì vậy ngày hôm nay chúng ta đang thừa hưởng. Chúng tôi đặc biệt cảm kích sư trưởng có một điều là sư trưởng đã không ôm lấy chùa Nguyên Thủy ở Cát Lái, đã không ôm lấy đồi Lão Giang mà ngài Giới Nghiêm để lại, không ôm lấy những cơ sở vật chất, mà sư trưởng tiếp tục sống khiêm tốn ở tại ngôi chùa Bửu Đức. Thật ra thì những ngôi chùa như là chùa Thiền Quang II và một số các cơ sở khác, sư trưởng có vừa để phát triển, kiến tạo trở thành những cơ sở chùa chiền. Nhưng mà rõ ràng bài học lớn trong cuộc đời của chúng tôi đó, thấy được những bậc thầy đi trước, cho dù đó là ngài Tịnh Sự, cho dù đó là sư trưởng, thì các ngài vẫn có những cái ưu tiên, những ưu tiên khác ngoài cơ sở vật chất. Cái ưu tiên đó, đó là tiếp tục gìn giữ cái kho tàng pháp bảo. Một điều mà tất cả chúng ta không thể quên vì điều này. Nếu chúng ta quên điều đó là chúng ta có lỗi với người đi trước. Bởi vì sao? Bởi vì
Chúng ta đi xuất gia, chúng ta là người thừa kế. Mà nếu chúng ta quên đi lời Đức Phật dạy là các con hãy là kẻ thừa tự pháp bảo, đừng là kẻ thừa tự tài vật, thì thực sự rất là đáng tiếc. Nên khi trong cái ngày lễ sư trưởng mà Thượng tọa Tuệ Quyền nhắc lại điều đó và qua lời của Thượng tọa Minh Đức viết trong tiểu sử, thì chúng tôi đặc biệt rất là cảm kích về điều này. Và sau cùng, thưa quý vị, có lẽ một cái ân đức sâu dày của sư trưởng mà suốt cuộc đời chúng tôi không bao giờ quên. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả những cái đệ tử của sư trưởng đều không bao giờ quên. Đó là bất cứ trong trường hợp nào, bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, nếu có cái gì đáng nói, nếu có điều gì có giá trị nhất, vẫn là cái truyền thống chánh pháp, vẫn là cái sự tuyên lưu Phật pháp, chứ không phải là những thứ khác. Chúng tôi đã tiếp xúc, đã đi và thậm chí đã sống rất nhiều vị xuất gia. Và những vị này thường đặt những cái ưu tiên, những cái quan trọng mà nó nằm về cơ sở vật chất, về hình thức, về học vị, về địa vị. Nhưng mà những khi mà gặp những trường hợp như vậy, bỗng nhiên chúng ta lại nhớ đi trường, nhớ đến Ngài Tịnh Sự. Chúng tôi nhớ rằng những năm tháng sống với sư trưởng, chưa bao giờ có một ngày lễ, chưa bao giờ có một trường hợp nào đó mà sư trưởng không nhắc đến Phật pháp. Ví dụ như, mặc dù có thời gian rất nghèo, đời sống rất là chật vật, nhưng mà sư trưởng vẫn có một cái quan niệm rất rõ ràng. Nếu Phật tử thỉnh đi trai tăng, mà chỉ trai tăng để cúng dường thôi, thì sư trưởng không đi. Và thường thường, nếu người ta muốn sư trưởng đi, thì người ta sẽ mời thuyết pháp. Mời thuyết pháp thì sư trưởng đi. Mời tu học sư trưởng đi. Chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi còn ở Việt Nam, mặc dù lúc đó chúng tôi mới có ở mười mấy tuổi thôi, mà vào chùa một hai năm, nhưng mà những cái nơi ở Sài Gòn mà có những Phật tử yêu cầu mở lớp Phật pháp, thì sư trưởng đều chỉ định chúng tôi đi đến đó để làm việc đó. Và có khi thưa quý vị, tổ chức một buổi lễ nó không có cực bằng lớp Phật pháp. Giống như bây giờ chúng tôi thưa quý vị là lớp Phật pháp của chúng ta, lớp Phật pháp Buddha Dhamma, có nhiều khi có những chư tăng nói mà nói một cách mỉa mai là nhiều lắm là 4-50 người học thôi, mà tại sao phải cần 4 ngày như vậy. Nhưng mà thật sự không phải là số người, không phải cái chuyện nổi tiếng hay không nổi tiếng. Vấn đề là chúng ta có ngồi lại với nhau để nhớ và nghĩ về lời Đức Phật dạy, như vậy đã quá đủ rồi. Thì sư trưởng đã xác lập cái tinh thần đó trong cái sinh hoạt của chính sư trưởng và của những người học trò. Đi đâu, làm gì, sống như thế nào, thì luôn luôn nhắc, luôn luôn nhớ là Phật pháp có một giá trị trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta quên, nếu chúng ta xem thường, thì chúng ta không là không còn gì hết. Nó giống như một cái thùng rỗng, nó giống như một cái gì đó mà nó được sơn phết ở bên ngoài rất đẹp, nhưng mà trong ruột nó không có cái gì tinh túy hết. Và rõ ràng là sư trưởng đã truyền đạt điều đó lại cho những người đệ tử. Ngày nay thưa quý vị, đối với Phật tử thì có lẽ quý vị khi vào trong sinh hoạt trong rung, quý vị nghĩ rằng chư tăng vào đây là do cái bổn phận phải vào. Nhưng mà đối với cá nhân chúng tôi rất là cảm kích với Ngài. Các vị làm việc Phật sự ở chùa bận rộn, có nhiều việc, nhưng mà khi nào tranh thủ được vào thì cũng vào.
Không phải chúng ta vào đây để vui, không phải chúng ta vào đây để vào cho có, nhưng mà chúng ta vào đây để nói lên sự tôn kính đối với Pháp Bảo, nói lên cái trách nhiệm của chúng ta đối với Pháp Bảo. Thật ra rất ít người Phật tử, rất ít người Phật tử mà nhắc nhở một điều rằng Đức Phật từng dạy rằng ngày nào mà các đệ tử của Ngài còn học và hiểu rõ giáo pháp, hành trì giáo pháp, thì ngày đó giáo pháp được hưng thịnh. Nhưng mà ngày nào mà chúng ta chỉ chuyên về cái hình thức mà chúng ta quên đi giá trị thật sự, như đạo từ của Thượng Tọa Từ Sư hôm nay có nói là ngày rằm tháng giêng ngày nay, thưa quý vị, đối với đa số chúng ta là một ngày lễ tín ngưỡng dân gian. Người ta đến chùa cúng sao giải hạn rất trọng thể, rất linh đình, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta đang sống đúng với ý nghĩa của đại lễ rằm tháng giêng. Điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta đang tôn kính Pháp Bảo. Và chúng tôi cũng thành thật xin lỗi là phải nói điều này, là cái cách sinh hoạt cúng sao giải hạn của chúng ta đi ngược lại với cái truyền thống Phật giáo. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy điều đó, tại vì nó có một cái quan trọng khác. Nó tạo ra tiền, nó tạo ra tài chính cho chùa. Và lâu ngày chúng ta đã pha loãng Phật giáo và chúng ta đánh mất đi cái giá trị quy nguyên. Xin tất cả chúng ta cùng nhau để tưởng niệm những người đã đi trước, những người đã nằm xuống, như Ngài Tam Tạng 12, như là sư trưởng ở trong cái đại lễ thượng nguyên này, để chúng ta thấy rằng ở thế kỷ 21, ở cái thời điểm 25 thế kỷ sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, nhưng mà chúng ta vẫn còn có những tấm lòng, vẫn còn có những con người tôn kính giáo pháp bằng sự chân thành, bằng tất cả những gì mà chúng ta nghĩ rằng thiêng liêng nhất của cuộc sống. Thì nếu chúng ta còn những hình ảnh như vậy, còn những con người như vậy, thì thưa quý vị, chúng ta còn thấy được rằng giáo pháp đang là thầy của chúng ta, và Đức Phật có một cái vị thế rất là thiêng liêng cao cả trong lòng của mỗi chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bồ Đề Ma. Kính thiên chư Tôn Đức đã vào lớp học để chúng ta cùng nhau cử hành lễ thượng nguyên Makhapucha với những cái giờ phút nhắc nhở và suy nghiệm về giáo pháp của Đức Phật, suy nghiệm về những đệ tử Phật của 25 thế kỷ trước và những đệ tử Phật của thế kỷ hôm nay. Mong rằng chúng ta không bao giờ quên lời Đức Phật dạy sau khi Như Lai viên tịch. Pháp và luật mà Như Lai đã dạng là thầy của các con. Chúng ta còn Phật, còn Pháp, còn Tăng, còn ba ngôi báo. Và chúng ta có một cuộc sống sung túc, có một cuộc sống giàu có về mặt tinh thần. Đó là điều mong mỏi xin được gửi đến tất cả quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ trở lại với chương trình sinh hoạt thường lệ với bài giảng của Tọa Tự Quyền trong môn tương ứng bộ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong lớp học ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp, xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư phụ Giác Thẳng đã đúc kết bài học ngày hôm nay rất là hữu ích và rất thực sự rất là cảm động. Chúng con phải nói là rất là có phước để nghe những lời giảng dạy của Ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng, tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Sa thú, con Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì tâm tuân chỉ, không làm cả ác nghiệp, ngưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý Earth đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức
và quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chánh pháp.